Nửa đêm, ông hàng xóm cầm dao chọc thủng giặt lốp ô tô, báo công an vẫn trốn biệt. Sự việc xảy ra tại một ngách nhỏ thuộc ngõ phố ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội vào lúc 22 giờ 36 phút đêm ngày 6 tháng 5 năm 2022. Một người đàn ông đã tiến lại gần chiếc xe ô tô đang đổ sát đường, nhanh chóng cầm dao nhọn, đâm cực nhanh vào các lốp cả trước và sau bên trái xe ô tô, rồi nhanh chân đi về. Trao đổi với phóng viên, anh Trương Ad, chủ nhân của chiếc xe ô tô cho biết sáng xuống lấy xe đi làm mới phát hiện ra hai lốp xe bị xì hơi kiểm tra thấy có vết thủng trên lốp xe nghi do vật sắc nhọn đâm vào anh đi nhờ nhà hàng xóm gật đó kiểm tra xem lại thì phát hiện ra một người đàn ông lúc nửa đêm đã dùng dao nhọn chọc thủng hai lốp xe của mình tiếp tục nhờ kiểm tra góc quay khác thì nhìn rõ người hàng xóm chính là người có hành động phá hoại tài sản của mình theo camera người đàn ông trung niên nửa đêm mở cổng đi ra tay cầm dao nhọn tiến tới xe của anh đê rồi nhanh tay chọc thủng hai lốp xe sau đó ung dung đi về nhà đóng cửa lại mà không ngờ rằng hành vi của mình đã bị camera an ninh ghi lại rõ nét anh đê chia sẻ thêm xe của tôi đổ thậm chí rất sát lề đường và thậm chí không liên quan gì tới nhà anh hàng xóm kia vì nhà họ ở tận ngã ba không hiểu sao lại có hành động bột phát như họ nói vậy nhà họ có điều kiện, có gia thế mà không hiểu sao lại hành động bất thường như vậy. Trước tính chất nguy hiểm của vụ việc, anh Trương A.D. đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Sau khi ra trình báo công an, có một người nhận là người quen của anh hàng xóm, chọc lốt sang nhà anh D, gặp gỡ và mong anh D rút đơn. Đến sáng ngày 7 tháng 5, cơ quan công an thị trấn Văn Điển có lịch hẹn sẽ tới giải quyết vụ việc. Với hành vi phá hoại tài sản của hàng xóm trên khiến nhiều người bất bình phẫn nộ, nhiều dân mạng xem clip để lại bình luận. Vấn đề này không phải lốp xe mà nếu như không phát hiện ra khi chạy nhanh nổ lốp thì làm sao? Hành động này rất nguy hiểm đến gia đình chủ xe và cả mọi người khi tham gia giao thông. Hai quả lốp hơn 4 triệu rồi, hành vi phá hoại tài sản này có khi khởi tố được rồi đấy.